Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Vợ giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị đình chỉ công tác vì tội lừa đảo. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác Bùi Thị Mai Niên, trưởng phòng hành chính tư pháp, người bị tố chây khoản nợ hàng trăm tỷ đồng, lừa đảo, v.v. Ngày 20 tháng 6, lãnh đạo Sở Tư pháp Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác bà Bùi Thị Mai Niên, trưởng phòng hành chính tư pháp. Bà Niên là vợ ông Đoàn Xuân Sơn, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh. Do ông Sơn đang trong thời gian nghỉ phép nên bà Trần Thị Mỹ Linh, phó giám đốc Sở Tư pháp đã ký quyết định đình chỉ trên. Cũng theo lãnh đạo Sở Tư pháp, sắp tới đơn vị sẽ có cuộc họp cử người tạm thời phụ trách phòng hành chính tư pháp để điều hành giải quyết phần công việc bà Niên để lại. Trước đó, sau khi khởi tố bắt tạm giam Bùi Thị Mai Niên để điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can Niên. Vào chiều tối ngày 15 tháng 6, công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khởi tố bắt tạm giam tạm thời hạn 4 tháng đối với Bùi Thị Mai Niên cùng 3 công chứng viên trên địa bàn thành phố Đà Lạt, bao gồm Bùi Hữu Quang Luận, phòng công chứng số 1, Chu Văn Sửa và Trần Thùy Lâm, văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu. Thời gian gần đây, dư luận tại địa phương đang rất xôn xao về việc vợ giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng chây khoản nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo hành vi lừa đảo của bà Niên được gửi đến các ban ngành chức năng. Nhiều người còn tố cáo một số cán bộ ngân hàng đã nâng khống giá trị tài sản cho bà Niên vay tiền vượt mức giá trị thực. Nhiều công chứng viên tiếp tay lập chứng từ giả để bà Niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Quá trình điều tra, công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố bắt tạm giam bà Niên cùng 3 công chứng viên để điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài ra, nhiều bị hại của bà Niên đã khởi kiện tại Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt để đòi lại tài sản của mình. Tòa đang xem xét ra quyết định thụ lý vụ án. Ngoài những vụ việc trên, nhiều trường hợp khác cũng tố cáo vợ chồng Niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra mở rộng vụ án. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.